Đấy, đang ngủ trên cây bác ơi. đó kìa đó Ha. Ok. Cây này cây mai à bác nhỉ? mai đó Nó có chạy không? Con này này. do đó mà mày đục nó mới chạy bây giờ ấy Mấy mấy con luôn hả? Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Con này. Con kia nó không chạy luôn trời. Từ 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 con này biếu hả? Ấu ở ma hai con to nhất thì để còn gì đây trong từ từ đi trong con mấy ma hai còn đẹp chưa. Hello mọi người nhé, xin chào mọi người quay trở lại với gà ta miền Nam. Nay thì đi bắt gà nòi mọi người. Ái chà, nó đang ngủ trên cây này. Xong đấy, thấy đấy. Đâu 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 đấy đấy ở đây đó này. Thấy chưa? Đấy, đang ngủ trên cây bác. Đó, kìa. Ha. Đó. Ok. Cây này cây mai à bác nhỉ? Mai. Đó. Nó có chạy không? Con này này. Do đó mà mày đục nó mới chạy bây giờ ấy. Mấy mấy con luôn hả? Được. Đấy con đen em này. Nó đói. Mà nó đang giúp người này kìa mày kìa. Đâu? Đấy. Ở đây. Con này, này con đây. Kia. Hai con đấy trong chuồng nữa, trong chuồng nữa nhá. Quá đỉnh luôn đấy. Đi bắt đây thôi bác Nhật. Thì nhẹ tắt đi, nhẹ nhẹ thôi. Và cho tắt đèn đi nhá, cho bác mình bác bật đèn bật tắt thôi. Nhẹ nhàng thôi. Còn rồi kia nó không chạy luôn trời. Từ 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 vô đây vô đây vô đây ăn bắp không bắp không. Hay vậy trời. Mập bông quá nhỉ, mập bông lượng động mà động động ánh sợ rồi không biết sao. Cây mai á, kéo cành mai xuống. Ôi thôi bay rồi, bay rồi anh em ơi, sợ bay ra ngoài kia kìa. Đó kệ nó đi, kệ nó đi, từ từ để cháu tắt đèn đi đã. Con này nó nhẹ đấy. Mập. Thịt ngon lắm. Nó ổn thả ra. Trời. Mập không? Mập trời ơi con quay. Trời ơi thằng ơi. Nhiều lắm, nhà bác nhiều lắm. Con này để cho thằng con bác. Đâu? Con này hả? Cho thằng con bác mày nó đi test ở dưới mày đấy. Nhiều thế. Đứng dọi để từ từ bắt tao lúa. Đấy, đấy, bắt đi. Tắt đèn đi nhá. Cứ bình tĩnh thôi bác nhà ơi, tắt đèn đi. Nó đang chói mắt á. Đủ. Chúa, cháu bắt thì được. Cứ bình tĩnh cho nó tĩnh lại, đúng không? Mấy con đây? Một con. Bác cho để cho ông kia. Đâu? Hai con này. Biếu hả? Ấu. Rồi ma ha. Cũng cũng cũng. Hai con to nhất thì để. Còn gì đây trong? Từ từ đi. Trong con mấy? Ma ha còn đẹp chưa? Để cho ông nào. Trời ơi ông đánh cũng dặn. Dặn bữa giờ à? Trong đó có con nào không? Đấy. Nó chạy sang đây nè. Đủ. Đấy. Ngon. Con này để chấm đi. Đưa đây luôn. Nó mập mà. Chân đen nữa chứ. Đưa đây.
cũng được, cũng chắc. Con này mới to này, to mồm đấy. Người vô. Cái hai bà con đây này. Ừ, từ từ đi, bác Nhật nó bay mất á, để cháu bắt cho cháu vô cho. Đây là cái chuồng gà để cho bác để nuôi ấp này, nó đẻ trứng nó ấp nhá. À, đang đẻ đang ấp đó. Đẹp lắm. Đây này. Kia đang nó ấp đây nè. Mấy con này còn nhỏ. Ừ. Con này đẹp không? Mỗi tội là nó còn quá nhỏ rồi. Quá nhỏ ơi. Đem về thịt tốt chứ đừng má con này, nhiều lúc mấy cân cả tí rưỡi này thì tốt đấy như vậy. À, chuồng đằng sau. Vậy mà đêm ông đi cạo mủ nguy hiểm, đây còn đầy nè. Đây còn đầy nè mọi người. Này, đó, còn nhóc hết nè. Quá nhỏ đây nè. Đấy con này nè, đúng không? Ờ, ờ, ờ. Đúng rồi. Bắt cho mày con này nè. Chân nữa rồi, chân đen mọi người ạ. Chân đen à, đúng rồi. Đấy. Chân đen, đây nè, đấy cái con vừa nãy nó chạy ra đây nè. Từ từ nhá. Từ từ để cháu đi cất con này đã. Đây nè, ông vừa bắt được cái con nai Mỹ. Nó cũng gầy gầy thế, không mập nha mọi người. Chân đen màu đen nè. Màu nó ông bác cũng bắt đấy, ghê chưa, dân bắt gà. Ồ, đủ cái con này nó nhảy lên này lại nè. Để cho thằng con bác nai Mỹ. Không,